Hey yo, chào mừng 1 triệu anh em trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái like, những cái video sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Hôm nay vào trong đây đú trên một cái con game Lock Container. Hiện giờ đang có một cái sự kiện, một cái event đó là chiến trường mùa đông. Thì ở đâu loanh quanh cái năm rồi thì mình đã cũng có review rất nhiều về cái sự kiện Noel, sự kiện của Giáng sinh. Thì hôm nay tiếp tục cũng là cái sự kiện Giáng sinh quen thuộc của cái con game Lock Container phiên bản là Gone 3, còn gọi là Philippines. Thì cái con game này rất là dễ tải, anh em tải trên iOS cũng được, tải trên là Android cũng được và tải trên PC cũng được luôn. Thì cái này mình đã có chia sẻ rất là nhiều, anh em có thể là vào trong đây để tìm hiểu và để tải, hoặc là anh em có thể là lên trên kênh Trải nghiệm TV của mình để tìm hiểu. Cái này muốn biết là cộng master con nhân vật gì, cộng điểm con nhân vật gì, mình đã có làm chuột tất cả những con nhân vật để cho anh em tham khảo. Thì hôm nay mình vào trong đây chủ yếu là mình review một chút xíu về cái chiến trường mùa đông Noel Giáng sinh. Thì ở đây người ta cũng như thường lệ cho anh em những cái vật phẩm, hai vật phẩm quen thuộc để cho anh em tham gia một cái sự kiện. Một cái vật phẩm thứ nhất là anh em có thể là chạy ALL map từ cái map là Logenkia cho tới là cuối map luôn, là cái map Vulcanus. Thì ở đây cho chúng ta ba loại hộp màu trắng, màu xanh và màu đỏ. Ba hộp này nó sẽ ra random cho anh em. Thì nó ra ngọc nè, nó ra những cái gương đây, ra những cái gương như gì đây, và nó ra những cái gune tím nè, và nó ra những cái bình hồ lô để cho chúng ta là tăng điểm và chúng ta có thể là trừ điểm. Như điển hình ở đây, chúng ta có thể là tăng điểm, số điểm thêm tối đa là 127 và số điểm trừ tối đa là 127. Thì các anh em muốn xây chế những cái đó thì các anh em phải cần thiết là tốn trao, tốn bê, tốn cờ ghe rồi các kiểu. Còn hiện giờ event cho chúng ta free, thì anh em có thể là chạy để kiếm những cái phần quà, những cái nguồn thu. Mình nghe những anh lớn nói là trao nó ra rất là nhiều, không biết những anh em nào ôm trao rồi có hối hận hay không. Nhưng mà cái chiến trường này ra thì ưu tiên cho dân cài. Anh em đừng có nghe mà dương đông kích tây mà điệu hổ ly sơn nha. Vì sao? Ở trên group người ta nói ồ cái event có gì đâu mà chạy. Thì người ta thao túng tâm lý của anh em. Thì các anh em đâm ra các anh em nản ngu, mấy anh kia ông không chạy thôi mình chạy làm gì. Thì trong khi đó các anh em thử chạy coi. Các anh em đi vào những cái map chạy coi. Lúc nào mình chạy á, thì cũng có là 4 người, 3 người, 4 người, 3 người chắc lội luôn anh em. Cái miệng thì bô bô nó không chạy chứ vào trong đây chạy cứng map anh em ạ. Mình chỉ chạy vào được buổi trưa thôi, cũng không có nhiều anh em. Mình chạy để có sự kiện để làm clip cho anh em thôi. Và cái thứ hai thì anh em có thể là farm ở ba map tăng thủ, đó là cái map Logenkia, map Noria và map Davias, là các anh em có thể là hạ ông già Noel luôn. Các anh em có thể là hạ đo dáng ông để giành được cái ngôi sao. Thì cái ngôi sao này cho chúng ta tới một cái làng Santa để nhận quà. Thì ở năm trước là sẽ cho chúng ta một cái vé là đổi tên, một cái vé tẩy master, đặc biệt là cho chúng ta một cái vé đổi class. Nhưng bây giờ không có, hôm nay thì là mình lục lại, mình ghi lại những cái ạc clone. Thì vào trong đây không được cái gì hết, nhưng mà cái like hồi tối thì mình mở ra được một cái lồng 4. Lồng 4 hiện giờ người ta bán cũng khá cao, tầm khoảng là 300B, 400B, 500B tùy theo người bán. Thì mình treo 500B chưa ai mua hết anh em. Chắc treo xuống 300 gử sẽ bay. Nhưng mà để đó xem sao, tại vì còn cần dùng mà anh em. Tại vì mình làm nội dung còn cần dùng nha. Thì anh em kiếm được hoặc là các anh em có thể săn, hoặc là anh em có thể là mua. Khi mà chúng ta sử dụng vào một cái ngôi sao thì đưa anh em tới một cái làng. Hồi tối mình đã có một cái like nhẹ, mình review những cái ông già Noel. Thì ở đây màu cam thì không biết nó đổi cái tiếng gì mà nó đổi là cam ông già Noel. Còn ở đây nó đổi là yellow, cái màu yellow này nó giống màu đỏ, mà cái màu đỏ của người ta thì nó đổi là cái tên khác. Hồi tối thì mình đã có lanh quanh review mấy ông này rồi. Đây, một cái là Blackbin đây, cái màu màu hường, màu hồng vậy anh em. Còn cái chữ ghét đây đấy, đỏ chữ ghét, còn cái kia thì yellow luôn anh em ạ. Đây. Ở đây là Gen nè anh em. Ở đây là người tiết luôn nha. Thì anh em chạy lại cái hướng 2 giờ, khi mà mình sử dụng một cái giá thì sẽ đưa anh em ngay cái trung tâm, ngay cái ông yellow. Yellow thì anh em chạy lên hướng 2 giờ. Chạy lên hướng 2 giờ là có ông già Noel đang cầm một cái bị, thì các anh em cứ việc lít vào. Một ạc chỉ được lít một lần, thì hồi tối một cái lông 4 rồi bây giờ nó cho mình một cái lông 3, cái đậu xanh số mình ăn lông anh em. Ăn toàn là lông, nhưng mà không sao, anh em có thể là mua những cái mảnh này gắn vô cho những cái con ạc cà lon. Thì mình nghe nói là có được cụm ngọc 5 viên thì nó sẽ ra random luôn nha. Nó ra những cái ngọc để cho anh em nguyên liệu xe win, rồi nó ra Guardian nè,
nó ra chao rồi nó ra cờ ghe ra bơi, cái gì nó ra được thì nó ra nha anh em. Ở trong một cái làng Santa của Noel thì các anh em thấy là nó cực kỳ đẹp nha. Mình sẽ mở hai cái gương này cho anh em xem nó sẽ ra cái gì, một cái bình hồ lô và tiếp theo là một chao. Các anh em thấy tỷ lệ chao nó ra rất là cao không, chỉ có hai mảnh thôi nhưng mà cho chúng ta được một chao nó khá là ngon lành. Ở đây là một cái bình này để ăn vào, các anh em thấy nè, điểm trừ được một điểm nè. Khi mà có một điểm này thì các anh em có thể là cộng vô bất cứ cái gì cũng được, các anh em có thể là ăn được điểm gì đó thì ăn, nó ra random nè, nó ra sức mạnh, nó ra nhanh nhẹn, nó ra thể lực năng lượng, nó sẽ ra random. Nó có thêm một cái của cái con DL là cái bình màu xám nó nè, nó ra rất là nhiều. Anh em có thể nè điểm thêm 127 và điểm trừ là cũng 127. Các anh em có thể là lấy những cái điểm như gì cộng vào những cái điểm chuẩn của anh em thì nó sẽ tăng thêm được khá là nhiều đam vào cái đam chuẩn cho anh em. Và sẵn đây mình giới thiệu, mình review luôn một cái con IK mang đồ cùi. Vì sao mà mình làm một cái set kiển IK mang đồ cùi như vậy? Vì mình kéo một ạt, nếu mà lấy một cái con cao cấp kéo 4 ạt nhỏ thì mình tính ra chỉ mình lấy được có 4 ạt thôi, tại vì cái ạt lớn à, nó đã full nhiệm vụ rồi, nó đâu có còn nhận được nhiều. Thì mình tính tới tính lui mình sẽ tạo một cái con IK cho nó là thời khai sơ luôn, là một cái con IK cờ lon kéo 4 con kia thì tổng cộng mình sẽ nhận được 5 phần quà. Ở đây sức mạnh mình sẽ cộng như gì nó hơi lố chút xíu nhưng mà không sao. Nhanh nhẹn thì các anh em thừa biết IK nó sẽ maximum vào trong đây. Và cái bản này là cái bản cơ bản để cho con IK đồ cùi của mình. Và sẵn vào trong đây mình sẽ review một chút xíu luôn. IK của mình set đồ tăng thủ set này á, thì mình tặng khá là nhiều. Không biết anh em có còn để lại kỷ niệm hay không. Nếu mà còn để lại kỷ niệm thì nó sẽ đưa vào trong một cái hàng cổ và hàng VIP. Ở đây là mình sẽ cộng lên 15. Lúc trước mình cộng á, là mình cộng 9 cộng 11, mình chỉ cho có hai set cộng 15 thôi. Thì mình chừa lại một set cho con IK của mình. Ở đây là mình đã up cái dòng Harmony thì nó sẽ có một cái phần nào đó là thiên về HP. Mình không có đi BK nên mình không có lấy SD nha anh em. Mình đã có up test luôn. Ngon lành cho anh em xem một đồng. Ở đây là một cái set thằng tăng thủ, nó sẽ theo nhân vật mình vĩnh viễn luôn. Nếu mà anh em dùng một cái combo như vậy lên trên map là AA3 là Atlan 3, các anh em farm vô tư nhẹ nhàng thì mình kéo cầu lông, mình kéo lên tới đó là nó muốn full nhiệm vụ cứng rồi. Nhiệm vụ là như vậy đó anh em, các anh em có thể là kiếm những cái hộp gương cao cấp, hộp gương cao cấp như vậy các anh em có thể là quăng ra được những cái hộp như vậy, quăng ra những cái hộp nhỏ rồi các anh em sẽ từ hộp nhỏ nó quăng ra những cái nguyên liệu nữa, nó sẽ quăng ra dài dài. Còn thêm một cái hộp nếu mà anh em ở là AA1 tới AA3 thì các anh em sẽ được một cái gương màu đỏ thì nó mở ra là cái mảnh Golden, nó mở ra là Milestone, nó mở ra rất là nhiều nhẫn và dây chuyền luôn. Và set đồ của mình là 5 in 1 nha, cộng 15, lúc cái nào cũng có là cái dòng test sụt hết. Test sụt đó kỳ rồi mình xả gần 100 viên anh em, trong nhóm không ai mua hết, mình xả 100 viên. Nếu mà trong nhóm mua thì mình chỉ bán 120 thôi, mình xả trên chợ mình xả tới 160 luôn nha anh em. Người ta xả 200 nhưng mình xả có 160 à. Ở đây nha, các anh em thấy là nó xả y chang với nhau luôn. Mình ưu tiên là mình lấy cái dòng chuyển HP và cái dòng giảm sát thương hoặc là cái dòng hồi HP, chứ mình không có lấy SD chuẩn đâu nha. Đây, như cái dòng này nó gai gì á, đẹp thì mình chừa luôn. Còn mình ưu tiên là mình ưu tiên đây, thể lực với HP ở đây không à, để cho nó dày hơn một xíu. Tiếp theo là có một cây kiếm mà mình ăn ý nhất luôn anh em à. Các anh em thấy gì chưa, nhìn vô cái kiếm biết bao nhiêu người mong chờ nhưng mà cái dòng này nó không ra. Cái này thấy là tỷ lệ SDM chuyển 5% MP thành sát thương vật lý, và ở đây là công vật lý. Nói chung là cái dòng này mát con của bà pin luôn, các em thấy cực kỳ là ngon cho. Đây là tâm huyết nha. Còn thêm ở đây là phục hồi MP và cái dòng cấp độ, nếu mà phục hồi MP với cái dòng 10 thì nó cũng ngon nhưng mà không sao, mình có một cái Ben 10 để mình gánh lại. Ở đây cũng có là một cái dòng test sụp luôn nha, ra hai cái dòng đam luôn các em thấy cho. Đồ cổ sau này nó bỏ cái up test thì cái set này đưa vô cái hàng cổ và có giá trị nha. Mình định lên là cái set của GF hoặc là cái set của DL nhưng mà hai con đó nó không thể nào kéo cờ lon được như cái con IK, nên mình quyết định mình cho làm một cái set của con IK. Sẵn đó mình có đồ rồi mình làm cái set IK luôn. Cái này là mình đập hầu như cái ngón tay của mình nó muốn chai luôn nó mới ra được cái dòng này anh em, chứ không phải đơn thuần mà nó ra được cái dòng mát pin đỏ gì đâu. Cái dòng này là nhiều anh em mơ ước lắm nhưng mà gõ ngày gõ đêm, thậm chí là xài auto clip luôn. Tiếp theo là mình có một cái con sói trắng, không phải nó màu trắng mà nó trắng thông tin. Cái con sói này là một cái con sói là không có gì hết, nó không có thủ, nó không có đam. Nếu mà con sói thủ là hấp thụ sát thương, còn con sói công là nó sẽ có là tăng sát thương, còn con sói này là cái con sói trắng. Mình nói gì cho anh em dễ hiểu nha. Ở đây là mình có một cặp hoa tai 1, liver 1. Ở đây là hồi anh ghi nè, hoặc MB, nếu mà hồi anh ghi với cái dòng mà tốc độ nữa thì nó sẽ ngon. Bên đây cũng vậy luôn, bên đây cũng hai ốp nè.
chí mạng và HP thì cái này em thấy là nó rất là ngon. Nhưng mà bông một về sau, về khi mà chúng ta tạo từ level 1 tới level 400 là hầu như mặc đồ full trên người rồi, chỉ có một cái bên đây là 700 thôi, còn từ 1 tới 400 là full đồ trên người này luôn. Thì như vậy anh em sẽ đi farm nó rất là nhẹ nhàng, cộng theo đó là cái đam của con IK nó cực kỳ cao nữa. Tiếp theo là một cái win, anh em thấy chóng mặt không? Cái win này thì mình cũng khá là tâm huyết, mua một cái win trắng rồi mình đập lên luôn, đập lên cộng 15 và có khả năng loại bỏ phòng thủ 3%, nếu buồn buồn lôi đi BK cũng được anh em, lôi những ông nào mà ngang trình với nhau vô mình quét cũng được nha. Và kèm theo đó là một cái dòng ba san, một cái dòng mà đam gitter, là hình như cái đam này đam hoàn hảo anh em. Thì một cái combo mà để cho kéo cầu lông như gì á thì các anh em có thể là kéo vô tư, nếu xài một cái bên chuẩn chu một chút xíu, kèm theo là các anh em có một cái cặp E4 khi mà lên tầm khoảng là 700, chúng ta mang cái E4 vô nữa là các anh em có thể là thậm chí là đi ALL map cũng được, nhưng mà nó hơi đuối chút xíu, mình nói là cũng được nha anh em, tùy theo cái cách cộng điểm của anh em. Và mình sẽ ra cho anh em xem cái roster và mình review ba cái cuối cùng nữa là một cái dây chuyền, ở đây là MB và 10%, mình quánh là bao MB tuột luôn nha, tại vì thêm cái vũ khí MB và cái này MB nữa mình kiếm là một cái tốc độ và một cái 10%, nhưng mà chưa có nha. Ở đây là một cặp nhẫn cho chúng ta là SD và tăng giảm sát thương rất là đẹp nha, SD tăng giảm sát thương và HP, ở đây là muốn thành siêu phẩm anh em, thêm một cái dòng mà phản sát thương và ở đây là HP3 và dòng SD nữa, và ở đây được gọi là siêu phẩm nha anh em. Nhưng mà mình cài được cái gì có cái nấy, cái gì dùng cũng được anh em, mình dăng cài. Và đặc biệt có thêm một cái pentagram này khảm nó không có được chuẩn nha, vì bóng tối là mình khảm vô bóng tối luôn, có những cái linh thạch của bóng tối nó rẻ nên mình lấy mình gán vô luôn, tại bóng tối đi với bóng tối nó cũng 100% mà anh em, nó không được 101, 102 nhưng mà cũng 100% đi được anh em, quánh được trụ bãi tốt chứ không có tệ đâu. Vì sao? Vì chúng ta có được một cái lượng đam VK nó rất là cao. Tiếp theo là một cái bộ master của cái con này, master của con này á thì mình cộng như gì anh em có thể là tham khảo, nếu mà cái gì sai anh em có thể là chỉnh sửa, anh em có thể là comment góp ý để cho kênh càng ngày càng phát triển nha anh em. Cấp độ của cái skill á, skill con này thì nó quá quen thuộc với anh em rồi, mình sẽ cho một cái skill là bảo kiếm nó lên level 6. Ở đây là cái phần cây chính của cái bộ, đây là phần cây chính của con IK mặc cái bộ đồ cùi này, các anh em thấy đồ cùi là mình cộng như vậy đây. Anh em nào mà có cái cách cộng cao siêu hơn cho cái con IK cờ lon thì có thể là comment nha anh em, không phải là mình bờ gồ mình cộng rồi các anh em nhìn theo đó là nhất nhất mà phải theo mình, mà các anh em vào trong đây để xem tham khảo để góp ý. Ừ, cái ô đó dư rồi đó ông ơi, cái ô đó thiếu, các anh em có thể là comment cho nữa mình sửa một cái bản chỉnh chu rồi để cho những anh em vào chơi sau người ta đỡ phải tốn kém anh em. Ở đây là một cái trang thứ hai của cây chính của mình đây, anh em nhìn cái nam có thể là góp ý giúp mình nha anh em ơi. Ở đây là một cái trang cuối cùng của cái cây chính, khá là đơn sơ và mộc mạc nha anh em. Tiếp theo thì cây hồng dĩ thì các anh em quá quen thuộc rồi đây, hồng dĩ thì ở đây mình đi theo hướng độc nha, lúc trước mình đi theo cái hướng máu nhưng mà nó cũng không có được ngon lắm, thôi quay lại cái hướng độc đi. Hướng độc á thì đam nó sẽ to hơn một chút xíu. Trên đây thì mình sẽ lấy mắt cái dòng trên trước nha. Ở đây thì mình chỉ cộng 20 và mấy cái ô cuối mình chỉ cộng 10 thôi. Và ở đây ưu tiên mình sẽ lấy cái cọc đam trước, hai cọc đam mình sẽ ưu tiên nha. Còn hai con mắt này mình chưa. Và lấy cái thủ cho IK nó cứng cáp hơn chút xíu vì mình đồ cùi, và lấy 20 điểm thôi. Còn từ đây tới sau mà có điểm thì các em cứ việc dồn như hai con mắt cộng vô cái bằng anh ghi nhanh nhẹn cho mình nha. Hiện giờ mình không có đeo một cái win 3 hoặc là một cái win 4 nên anh em không cần chú trọng như hai ô này làm gì. Nếu mà các em tính một cái đường lâu đường dài chơi một cái con này có thể nâng cấp lên thì các em có thể là chừa điểm nó cộng vô đây nha, nhưng mà chuyện đó thì nó còn hơi xa vời. Về cái acc nè, các em chăm chú để đi kéo cờ lon mà đâu phải là vào trong đây để nâng cấp từ bước 1. Nâng cấp từ bước 1 là cộng khác, rồi nâng cấp theo đồ cộng khác, rồi nâng cấp chủ yếu cho con cờ lon là cộng khác. Mình lấy điểm tuyệt đối cho nó, mình sẽ giới hạn nó ở một cái map nào đó, ví dụ mình sẽ lên cái map Atlant 3 là map thì mình sẽ cộng cho nó là lên trên đó đứng tối ngày sáng đêm không mắc giọt máu nào thì map. Các em có hỏi là lên tới đây là các em có thể làm full nhiệm vụ được rồi, lấy từng cái gương màu đỏ, gương màu vàng, thì lên tới đây nếu mà gương màu vàng các em có thể là lấy gần 500 gương rất là nhiều, còn cái gương màu đỏ lên tới đây nữa các em lấy tầm 200 mấy 300 gương nữa, thì như vậy thì cái con nhân vật của mình nó đã full rồi, thì như các em mở ra cái nguồn lợi anh em rất rất là nhiều luôn. Hiện giờ thì các em đợi tới ngày hôm nay xem là nó có cái tình trạng gì nó thay đổi được hay không, hoặc là người ta lồng những cái cờ lon vào trong đây để người ta nhận đồ. Thì ở anh nó anh cũng IK như mình nhưng mà anh có một cái con số công nha em. Còn ở đây các em thấy là người đến người đi rất là nhiều, dập dập vô mấy ông này là chắc ăn là cờ lon không anh em, mà đảm bảo anh em luôn, vì người ta sẽ lấy những cái lông ra
hoặc là những cái nguyên liệu ra người ta sang qua cái hạt chính, tại vì khi cái nhân vật này ra là chúng ta có thể là giao dịch được mà, đồ đâu có khóa đâu. Và như vậy cái video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Thì chiến trường mùa đông lần này cho anh em hơi hụt hẳn một chút xíu nhưng mà không sao, vẫn chơi tốt được nha anh em ơi.